Nếu mà ai chưa biết Behance là gì thì các bạn nên biết đi à, Tại vì cái Behance đó là một trong những cái Không phải một trong nữa mà Huy nghĩ nó là Cái à, cái trang web online portfolio nổi tiếng nhất trong giới design và trong giới client Rồi và trong video này Huy sẽ chia làm hai phần Thứ nhất Huy sẽ nói về cách hoạt động của Behance Và thứ hai là Huy sẽ nói về tips và tricks để mọi người có thể chơi Behance một cách tốt hơn. Rồi sơ qua về Huy và Behance, nói chung Huy làm Behance khá là lâu rồi, nó khoảng 4 năm rưỡi trước. Tuy nhiên thì Huy cũng dừng chơi Behance khoảng hơn một năm rồi, tại vì Huy không có thời gian nữa mà up project lên nữa. Tuy nhiên thì Huy nghĩ Behance sẽ cho Huy một cái khởi đầu rất là tốt đẹp, như mọi người có thể vô Behance của Huy và thấy. Huy có tổng cộng là cho tới giờ là 22 cái feature và mấy trăm ngàn project view và mấy chục ngàn appreciation và sáu ngàn tám trăm người, đó Huy nhớ không nhầm, follow. Thì đây là một con số rất là, rất là, khá là lớn đó, vì vậy mà Huy rất là tự tin khi mà Huy chỉ mọi người về Behance. Thứ nhất nói về cách hoạt động của Behance, đó, thì mọi người cứ nghĩ đơn giản Behance sẽ giống như là một cái mạng xã hội, nó giống như Facebook của designer chơi với nhau vậy, và có các client nữa. Nên có thể nói là designer và những người cần designer sẽ đều biết về Behance hết đây nếu mà mọi người vô bất kỳ một cái portfolio nào mọi người sẽ thấy cái chỉ số như là view appreciation follow follower thì giờ huy sẽ giải thích những cái chỉ số này ha thứ nhất về project views thì đơn giản nó là cái số lượng view mà những người khác view project coi project của mọi người rồi appreciation cái này nó giống như like của Facebook vậy Khi mà một người coi một cái dự án của các bạn trên Behance Thì họ nếu mà họ thấy thích thì họ sẽ nhấn appreciate Và cái điều quan trọng để nhớ khi mà người ta appreciate cái project của các bạn ấy, Là cái project nào được người đó appreciate đó Thì những người follow cái người đó Follower của người đó, đó Sẽ thấy cái project đó trên newsfeed của họ Behance sẽ có newsfeed Và đó là cái trang đầu tiên mà nếu các bạn có account cao các bạn vô bị hẹn các bạn sẽ thấy cái trang đầu tiên là newsfeed nó giống như là newsfeed của Facebook vậy giống ừ. như là khi mà bạn có bạn like một cái page nào đó trên Facebook thì nó sẽ hiện lên newsfeed và bị hẹn nó cũng hoạt động tương tự như vậy bởi vậy mà khi mà một người có nhiều follower appreciate project của các bạn các bạn sẽ thấy cái lượng appreciate bỗng nhiên nó tăng lên rồi giá yeah, về follower thì đây là những cái người mà follow các bạn và những cái người này rất là quan trọng như vì cái lý do huy nói ở trên đó vì vậy mà các bạn càng có nhiều follower thì các bạn càng dễ có appreciation và các bạn càng dễ để mà có exposure hay là có cái có cái sự nổi tiếng nhất định ở trong cái uh, trên trên cái xã hội hands rồi tiếp theo là following là những người mà các bạn follow thôi thì, uh, cái tiếp xuống huy cho này là các bạn có thể follow uh, một số lượng người nhất định thôi đừng có follow quá nhiều người nếu mà các bạn có thể giữ cái số follow đó nằm đó khoảng bốn năm trăm thì nghĩ là khá là được follow những cái người mà cho các bạn cái cảm hứng để cái news feed của các bạn lúc nào nó cũng có những cái project mà các bạn thật sự yêu thích rồi tiếp theo là huy nói về features Behance có một cái hệ thống feature là những cái nơ trong trong tiếng Việt hay gọi là nơ Behance thì nó có rất là nhiều loại nơ nó tương ứng với lại các Behance là Behance có rất là nhiều surf Motion, Interactive Graphic Design, AIGA Rất là nhiều Và những cái này là những Cái nơ này là những cái Thành trang rất là quan trọng khi mà mọi người chơi Behance Nếu mọi người chơi Behance và mọi người có được Một cái nơ đó, mọi người sẽ thấy bắt đầu Người ta appreciate rất là nhiều Giống như nó tăng lên, phục lên vậy Thì cái điều này là do khi mà Cái project của các bạn nó được feature Thì nó sẽ hiện lên Cái trang chủ của cái surf đó vì vậy mà nó dễ cho người khác thấy hơn, dụ người khác mà nó dễ cho người khác thấy á, thì người ta sẽ appreciate cái đó và khi mà người ta appreciate cái đó thì những follower của người khác cũng thấy cái project đó, vì vậy nó tăng theo cấp số nhân và cái feature hay cái nơ mà quyền năng nhất, á, cái nơ mà có thể thay đổi định mệnh của các bạn trong cái ngành design á, là cái nơ màu xanh dương, các bạn chỉ cần một cái nơ này thôi là huy đảm bảo cho mọi người là mọi người sẽ có một lượng client rất là lớn. Huy chưa có cái nơ đó, cái nơ đó rất là khó và rất là ít người ở Việt Nam có được cái cái feature đó. Nhưng mà nếu mà mọi người chỉ nhắm tới cái nơ vàng nó không mấy khó khăn đâu. Thiệt. Và bị hệ số feature một cái project đó, nó không có một cái máy móc nào có thể giống như là định ra hay gì đâu, nó có một cái team riêng, một cái đội riêng chuyên đi đánh giá, chuyên đi feature và coi qua tất cả những cái dự án mà mọi người up lên bị bởi vậy mà nếu mà mình làm tốt, họ thấy tốt, họ sẽ feature. Nó đơn giản là vậy thôi. Rồi như mọi người biết sơ sơ nó cách nó hoạt động rồi đó. À, ok, bây giờ một số những cái tips Huy đưa cho mọi người ha. Thứ nhất là nhiều rất là nhiều người hỏi Huy là làm sao có được cái lượng feature lớn như vậy Tại vì thật sự project nào Huy up lên đó thì nó cũng được feature hầu hết là dễ 90% Vậy thì tại sao Huy có thể làm được như vậy đơn ra huy cũng không biết huy không có mẹo rồi hết huy nghĩ là một cái project được feature thì đơn giản là mọi người phải làm nó cho tốt thôi làm cho thật tốt một project tốt thì nó có ba cái tốt mà mọi người cần lưu ý thứ nhất là tốt về design nghĩa là những cái design ví dụ như branding hay website của mọi người nhìn nó phải tốt và nó, nó, nó hợp thời và thứ hai là nó phải có nội dung tốt ví dụ như những cái nội dung rồi cái ý nghĩa hay là làm sao mọi người làm như vậy cái giải thích của mọi người tại sao nó kiểu như hỏi cái câu hỏi là why làm sao để mà mọi người đã làm ra như vậy và nó có ý nghĩa như thế nào rồi và cuối cùng là huy thấy mọi người nên trình bày tốt có nghĩa là không phải là mọi người cứ design tốt xong rồi cứ ném lên cái cái bị hen các bạn sẽ được feature mà các bạn phải trình bày của nó dùng mockup rồi chụp hình rồi sao đó trình bày cho nó tốt rồi thứ hai đó, để mà chơi bị hen tốt thì mọi người phải làm đều đặn người phải up project lên liên tục cái thời mà huy mới chơi bị hay giờ huy up đến hai project một tháng đó, nghe rất là nhiều thì huy biết là nhiều người chơi bị cả năm rồi mới có được hai ba project và huy thấy đó là quá chậm à, mọi người nên có ít nhất phải nghĩ một tháng một project đó mọi người mới thì với cái ra đều đặn như vậy người ta mới thấy cái work của mọi người liên tục và mọi người appreciate liên tục và nó cứ đẩy cấp số nhân liên tục lên nó cứ hiện lên newsfeed xong người ta coi xong appreciate đó nó cứ cái vòng lập đó nó cứ lặp đi lặp lại và khi nó như vậy mọi người phải làm đều đặn để mà tên của mọi người từ từ nó nổi lên thứ ba là huy biết là client của các bạn đôi khi nó không đủ để mà có thể up lên Behance mỗi một tuần hay mỗi một tháng thì các bạn có thể hoàn toàn làm personal project hay là dự án cá nhân thì cái dự án này mọi người tự chế ra nó không cần phải là của client hay là nó không cần phải có thật nữa cứ tự chế ra mà làm thôi nó là nghĩ ra một cái brand nào đó mà nó thú vị, chẳng hạn, huy đã từng gặp những cái brand rất là thú vị, um, huy sẽ, à, huy vừa nhớ là một cái brand rất là hay, huy sẽ để dưới description, nó tên là insop... Insopriate. <laughs> hình như là vậy, huy sẽ để dưới description và đây là một cái hãng brand về xà bông nhưng mà đây là cái xà bông không có dùng được và cái project này <laughs> ấy nó vẫn được feature bình thường và nó rất là thú vị và nhìn cái là biết là personal project rồi nhưng mà đó là lý do nó tốt nó có design, nó có nội dung, nó có trình bày rất là tốt. Thứ tư rất là quan trọng là mọi người up là Behance sẽ mọi người up dự án chứ đừng up cái sản phẩm. Cái này là hai cái khác nhau thôi. Huy đã từng thấy trên Behance mọi người up những cái như là CV, up đúng một cái CV lên vậy. Và một cái CV nó là một cái sản phẩm nhưng mà nó không phải là một cái dự án. Một cái hệ thống nhận diện bản thân thì nó là một cái dự án. Nhưng mà một cái CV nó chỉ là một cái sản phẩm thôi và đó, khi mọi người upload đó, ít nhất mọi người cũng phải up một cái dự án ví dụ như là dự án branding hay là dự án website còn nếu mọi người chỉ đơn giản là làm một cái card visit thì cái card visit đó là sản phẩm nó không phải là dự án và cái đó sẽ không bao giờ có ai appreciate hay không bao giờ được feature hết huy đảm bảo cho mọi người luôn nên là dự án thôi chứ đừng có sản phẩm và cuối cùng nếu mà mọi người muốn người ta follow mọi người đó, thì cái portfolio của mọi người nó nên thống nhất một cái style. Nên nó không cần phải quá cứng nhắc nhưng mà nó có cái cái chất nữa mọi người có thể uh, có một cái style đó không cần phải là cái style quá đặc biệt đâu hay nghĩ làm tốt đã đủ khó rồi vì vậy mọi người không cần phải làm cho đặc biệt làm gì hết làm cho tốt và có một cái style nhất định và mình chơi với cái style đó trong cái portfolio của mình mới đầu thì thật sự mọi người cũng không có cái style mà mọi người mong muốn trong cái portfolio đâu nhưng mà mọi người phải nhìn nhiều mọi người phải làm liên tục rồi từ từ cái style nó sẽ lòi ra thôi ừ. nếu mọi người muốn đọc hơn nhiều hơn về về personal style á, thì huy có một cái bài note huy viết ở trên page của và huy cũng sẽ để link dưới description ừ. rồi đó nói chung là với Behance thì mọi người nên nên làm những cái tips đó nếu mọi người muốn chơi và nó rất là mạnh mẽ và huy như mọi người thấy ở trong cái message cái phần message của Behance á, thì huy đã từng được liên hệ rất là nhiều bởi client và cả designer rất là nhiều luôn đó bởi vậy mà mọi người có thể thấy được là bị hen hiệu quả tới mức nào và mọi người hoàn toàn có thể sống vào bị hen nếu mọi người có 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 nhiều feature và mọi người sẽ có rất là nhiều client nếu mọi người làm tốt và hãy làm bị hen sớm nhất có thể tại vì nếu mà mọi người làm trễ là mọi người sẽ sẽ trễ so với những người khác thôi và bây giờ huy đang thấy người ta rất là giỏi và người ta biết chuẩn bị những cái bị hen rồi vì vậy mà nếu mọi người còn trẻ đó thì Behance sẽ là một cái tool, một cái công cụ rất là mạnh mẽ và nên làm càng sớm càng tốt và hãy bắt đầu ngay trong hôm nay và đặt ra một cái một cái kế hoạch ví dụ như một tháng làm hai project và cố gắng thực hiện cái kế hoạch đó làm cho đều đặn, làm cho tốt follow những người tốt, coi những cái project hay garbage in, garbage out mà giống như cái project, cái 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 video trước Huy nói đó vậy follow những người tốt và cố gắng mà mình có thể làm ra những cái project của của riêng mình personal project cũng được đó, up lên bị hands cho thế giới biết mình là ai ok bye các bạn và mong các bạn hãy theo dõi kênh channel của huy tiếp hãy like và subscribe bấm vào cái chuông để biết được cái video mới khi nó ra ha bye mọi người